chưa bao giờ gặp người ngàn hai tầng này. À, thế là tổng là ba khu là 6 tầng. Ủa đẹp thế. 900 ơi. Tổng 900 à? 900 rồi. Tổng là 900 con à chú? Đây chú vào giống ở đâu đấy? Đất chặt. Ở bên Trung Quốc người ta nuôi lợn bằng tầng, Việt Nam này nuôi ngan bằng tầng này. Không thả à chú? Để nó kín nắng. Mỗi một cái ô này được mấy mét vuông hả chú? 12 mét vuông. 12 mét vuông. Ồ. Này, 12 mét vuông thì 900 mà chia 6 mỗi 150 à? Đâu, cái này thì là 12 mét vuông, 24 mét vuông là 2 sàn. À rồi. Còn cái kia thì một sàn to với là 36 mét vuông. À. Sàn. Rồi rồi. 12 mét vuông chia trong 100. Thế đây đang tính hạch toán cái chỗ này đi. Chỗ này là 12 mét vuông à? Ừ. Bao nhiêu con một ô này chú? Chỗ này hơi chật, 95 con. 95 con một ô á? Ừ. Thì chia thế à? 95 con một ô nó khoa. Anh nhìn thấy toàn cái ngan, anh có thấy cái chỗ nào nó ấy đúng không? Mà nó vẫn đạt mà, vẫn đạt cân bao nhiêu nữa. 95 con. Này là cân anh nuôi này nó kín, nó không đi lại. 95. Cái lứa này là nó bị nhỡ thì nó bị... Một ô 1 mét 8 con. Con đấy. Cái này thầy phải để cháu gọi thầy nó về dạy cái bài này. Chưa ai dạy cái bài này cả. Thầy bảo 1 mét 5 con. Càng lứa rồi đấy. Càng con là vịt còn ép đấy, còn ngang tôn. Sợ thật. Những lứa trước thì nó chỉ 8 mấy con, mới lại 90 con. Nhưng đây này là... Rồi ông bán giống ông gạ lại ép. À gạ giống. Mà đợt này giống khan giống chứ. Đang khan giống chứ. Sao lại ép được 35 đấy. 35 đúng rồi. Thì họ bảo lúc đấy cũng có mà bắt đấy chú. Bây à. Giờ còn 50 con thì chú xem nào bắt nốt. Thế là cứ nghĩ là làm cái sàn kia ra thì san bớt sang thì nó cũng đỡ. Thế nhưng mà sau bên kia là thế... không kịp. Nếu mà cái giả sử cái chuồng này mà chú nuôi ít nhất là bao nhiêu con trong một cái ô dưới này? Nếu mà bình thường thì nó cũng rơi vào 70-75 con thôi. 70 con là thấp nhất đi nhỉ? Ừ. Chia cho 12 mét, 1 mét 6 con. Ừ. Đấy, khoảng 1 mét 6 con. Đấy thôi. Căng như bây giờ 1 mét 8 con. Sợ nhỉ? Hàn này hết mấy tiền đâu nhỉ? Hết chả đến chục triệu nhỉ? Anh ơi, ông còn có cái dưới phần tự động kìa, cái đấy mới nhà. À, ông thử, chú thử bật công tắc cho xem nào. Không nhưng... Nên chỉ được cái ở dưới thôi, ở trên không được đúng không? Có, trên được mà. À, chú thử bật cháu cái ở dưới cho xem nào. Cái đấy là đi chơi nên là mình cũng ngang là mình cũng cùng người. À, chứ làm cái điều khiển qua điện thoại nữa thì tươi. Dạ. Cái này thì nó không được như lúc đầu bởi vì là mình ra không sử dụng nữa. À, nó cứ trình diễn thôi chú ạ. Nó có nhiều cái là nó kém, không thay. À, bây giờ nó kém. Rồi. Đấy, đây này. Rồi, hiểu. Chỗ này phân động khơi đi hết mà. Nó khó để lâu đi trôi mà. Ừ. Tóm lại nó cứ khoảng 20 phút là chảy hết. Lâu mình sử dụng là nó ấy. Tôi thông thường người dùng hết mấy công đâu, nhưng có cái là... Trước kia là lười. Này xịt mất 5 phút. Trước kia là có được cái sàn này thôi là vẫn nuôi, vẫn đi làm. À. Nhưng bây giờ ở nhà rồi có dùng cái này đâu. Đây là giống lò ở bên Bắc Giang luôn à chú? Ừ, giống lò... Ui, nhưng mà đều nhỉ? Ngôi thế này là đẹp rồi, nhưng đúng chả tí mảo. Chả tí mảo. Chịu, nó phải có nắng như. Cái này có màu thì cũng lứa sau. À. Chúng ta thay một cái lớp mái ở trên thì không nắng vào. Lắp đèn led. À, lắp đèn led à? Lắp dây led thì nó màu. À, lắp dây màu à? Được. Ai à? Hôm nay được bao nhiêu ngày tuổi đây chú? 67 ngày á? Ui, thế này nó phải đến 4 cân rưỡi trở lên rồi nhỉ? Có lắm. Qua có cân 4 cân 4. 4 cân 4 à? Nhiều con 48 năm cân. À kia có ăn cái kìa. Có. Thế là to đấy. Đàn này hao nhiều không chú, từ bé đến giờ ấy? Cũng không hao mấy. Không hao à? Không hao không đáng kể đúng không? Không đáng kể. À. Là hao thì cho phép. Nghĩa là không đáng kể. Ui, thế này thì bán bò thôi, để nâng hết quy mô lên thôi. Cũng có khả năng đang ý định bán thật. Bò nó có cái hiệu suất kinh tế đâu. Bò thì nó kém. Kém. Thì, từ đầu năm giờ là kiếm được mấy lứa rồi chú? Bán được mấy lứa rồi? Trước
chứa, bây giờ mới bắt đầu lứa này, lứa đầu tiên trong năm nay. Đầu năm thì ông nói, đầu năm thì nó vào cái đợt đấy rồi, nắng nóng là mình không nuôi được. Sao từ đầu năm, đầu năm, bây giờ cuối năm rồi mà, đầu năm. Hai lứa trước, hai lứa trước, cái còn này nghỉ hè. À, nghĩa là năm nay vẫn được bán một lứa rồi gì, hai lứa rồi gì? Hai lứa rồi. Lãi tất chứ chú? Cũng được. Nếu là anh ấy nếu phải lãi suất ông nuôi ngàn thì cao nhất trong các hai lứa thì quen. Bằng một người đi làm nếu mà lương cứ tầm 5-6 triệu thì bằng một người đi làm một năm rồi. Úi, như lứa này khiếp đấy, đừng có đùa. Lứa này. Nhưng lứa trước chú nuôi bao nhiêu con? 200. 200. 200 à? Ừ. À thì chưa làm. Bắt đầu là làm cái chuồng nào, chuồng này trước à? Này à, chuồng đầu tiên. Thì ngày trước là nuôi bao nhiêu con à? Chỗ này à? 200 200 đấy. 200 mới chia cho 24 mét à? Lúc đấy còn 90 con à, 99 con 1 mét. Em bảo anh là 99 con 1 mét đây. 99 con 1 mét. Nó 9 nhớ 9. Quá sợ luôn. Mà có bị chết đâu mà vẫn phô 4-4 này em về học hỏi mới được. Thì mình cũng nghĩ là uống đi nó chết là vừa. Nhưng mà em không chết. Thế bắt đầu là bây giờ mới nâng quy mô lên là 900. Thế quả này là bị ông giống lửa, thế đành phải vào 900. Đúng không? Đây. À đây, thế cái chuồng này là bao nhiêu mét hả chú? 36 mét à? Cả hai sàn hay một sàn 36 à? Hai sàn liên nhau. Thế là 72 mét à? 72 36 trên 36 như nhau mà. Nó cũng chênh này không đáng kể đúng không? Không chênh này của tính nào. À đây là tôn hộp, à đây là tôn, à đây là cái đỡ phần là tôn chứ đúng không? Alu. À alu xong lại rải một lớp bạt lên để đấy rửa cho nó rửa. Trôi. Ở dưới này thì không cần đúng không? Dưới này thì dưới này thì không cần. À dưới này xuống nền rửa nó khác trôi đi mà. Rồi. Cho ăn là đến mỗi một ô này là bao nhiêu con ạ? 250 một ô. Như bây giờ chỉ được 246 mấy chú ở ba mấy mét nữa? 36 mà chia cho 246. Nhầm chứ nhầm. 246 mà chia cho 36. 7 con, mỗi mét 7 con. Ai à, căng hết nhỉ. Bán bể to đi lại sàn lốt ra thì nó còn rồi. Cao tay của anh cơ bản đất chặt quá nên là mới làm hai sàn thôi. Không, chưa thấy ai làm như này đâu đấy. Đây. Chỗ này ngày xưa là bò hết chưa đúng không? Ờ, chỗ đấy là bò hết. Mà chỗ này thì đây là kho. Thế cho ăn là những cái này chú vẫn leo lên được chứ đúng không? Ở bắc hang lên mà. Sợ quá. Mai để cháu mời ông mai để mời thầy Phạm Ngọc Thạch với để viết lại sách rồi, sách thì viết sai rồi. À, tự động ấy nhở? Nhưng mà cơ bản là phải đấy, phải em cái nền nó phải thoái đi thì nó trôi, nó dốc. Rồi. Đây Hưng này có máy, à đây là máy cho bò này. Đây. Đây. Em trên này nè. Ui, trèo. Đây. Đấy, to lắm. Được. Thế này mà mùa nóng nó có nóng quá không chú? À cái mới làm nhờ. Đây các bác. Sức đời không? À đây còn cách cái mặt sàn khoảng 30 phân nữa mà, đúng không? Ờ, cách cái alu mấy cái này tầm 30 phân. Bên đấy là 35, bên dưới cái 80 cơ mà. À. Cho ăn là mình vẫn trèo lên trên này được à? Trèo. Trên này cũng là 145 con, 3 màng ăn. Được đấy. Trên đấy là 245. Úi dồi ôi, tí thì lại gãy. Đây, trên này 245, thế bên kia bao nhiêu mét hả chú? Bên đấy cũng 12 mét mà cũng 90 con. 92 con. Quá sợ luôn. To mới pha được một con ông này. Mới pha một con thôi. Có phải được bán đâu, toàn mời bán như thế.
50 anh này vào 2000 vít. Vít tông này vào. Chú làm này chú có học hỏi ai không hay là cứ thế tự làm thôi? Không, mình làm cơ khí mà. À, cơ khí. Mày mò chứ cháu đã thấy ở Việt Nam mà chưa có mô hình nào như này đâu đấy. Em biết vì sao anh về đây rồi. Anh chỉ cần nói cái em về luôn. Em biết vì sao anh về đây rồi, cho em bảo anh về. Nói em anh không sẵn không sợ gì. Không, không về đâu, bình thường không về đâu. Cái mô hình là chắc chắn là phải xem cho các bác xem. Độc đáo, mô hình này đáng học hỏi đấy. Kỹ sư nông dân đấy. Ui, con ngàn cái to thế này, trên 3 cân. Ui, ngàn cái đấy mà to vậy. Đây, to mà. Có một con to đùng này, con này phải 3 cân 3. Đùa. Đấy, máng ăn cũng toàn chế đấy chứ. Cũng có phải mất nhiều tiền đâu. Đấy, chế này hay này. Thế này là cho ăn là kéo ra đây xong rồi lại phải đẩy vào trong. Không để, mình lấy gáo xúc còn lên trên thì đổ. Không, cái này ra đây mà. Mình chui cúi cúi đúng không? Đây là alu xong là đến bạc. Đó, nếu ông máy ông mà cao lô. Thì chi phí có khi còn rẻ hơn là làm ở chuồng dưới luôn, quá rẻ luôn. Mà làm như thế này thì ở trong nhà cũng bền, không có bị mưa nắng. Khủng khiếp luôn. Ông chú là ai đấy? Xem ông ăn cám là gì mà to thế? Bio Plus. Bio Plus à? À, công ty Green Farm Việt Nam Bắc Ninh Lương Tài. Đây, cám Lương Tài đây này, chỗ nhà anh Tuyên này. Thế mà anh Tuyên đi mua cám ở đâu về nơi ngan này? Đây, Lương Tài đây. Cám chất lượng mà anh, cám ngan chất lượng. Nhìn ngan là biết rồi, nhìn ngan là biết cám chất lượng. Cám này về mình khoảng bao nhiêu hả chú? 302 à? Tiền ngay đấy à? Ừ. Thế là chốt đấy. Ok đấy. Thế chú làm vaccine như thế nào? Cái ngăn được cái này. Lịch vaccine của chú làm như thế nào? Vaccine thì rụt mỏ thì một ngày tuổi. Còn một ngày kháng thể rụt mỏ. Ừ. Xong rồi siêu vi trùng gan này hai. Gan chú tiêm vaccine này kháng thể? Tiêm vaccine hay là kháng thể? Tiêm vaccine. À, nghĩa là một ngày là kháng thể rụt mỏ, ừ. Hai ngày là vaccine viêm gan. Ừ. Rồi. Siêu vi trùng gan đấy. Rồi, cháu biết rồi. Xong rồi 7 đến 14 ngày thì tiêm tả. Ừ. Tả. 7 đến 14. À, cúm chú tiêm không? Cúm đợt này tiêm được mũi H5 hay H9 là vẫn tiêm được. Không, thế chỉ tiêm H5 thôi gì? Một ngày. Tả chú nhắc lại không? Tả không. À, nói chung là cứ một ngày trong ngày là hết là được. Thế giả sử như có một đàn này, đàn to là bao nhiêu con chú? Đàn to này là 380. 380 à? Thì chi phí hết tiền thuốc hết bao nhiêu ạ? Thì bây giờ chắc chỉ còn 360 mấy. 360 mấy con. Chết mười mấy con. Thế cái chi uống phí chết 3 con còn còi đập đi mười mấy con. Ừ. Mạnh tay thẳng tay luôn. Thẳng tay mà. Thẳng tay đập con yếu luôn. Thế cái chi phí thuốc cho khoảng 360 con này là khoảng hết bao tiền thuốc à? Cái này mình cũng ghi mà... Áng áng đi chú. Áng áng thì chắc giờ nó phải tầm 5-6 triệu rồi. 5-6 triệu à? Đấy, căng tay đấy nhỉ? Căng đấy. Nhưng mà nuôi như này thì trộn thuốc ấy thì ví dụ như là trộn nhiều 2 ngày 1 hay 3 ngày 1 thì 3 ngày một đợt hay là hay 3 ngày liên tục à? 3 ngày liên tục. 3 ngày liên tục. Ít nhất phải 3 ngày liên tục. Đấy còn 7 ngày hay 10 ngày một đợt thì tùy theo thời tiết mình thể trọng. Thì cứ phải trộn 3 ngày, nếu mà trộn 1-2 ngày là hầu như là
nó tái lại, nó không có điều triệt để. Mới đầu thì được, nhưng sau mình thua. Áp lực cũng cao. Ở đây chú dùng trộn kháng sinh, chú hay trộn cái loại gì để phòng bệnh? Trộn, nói chung là mua, cứ đợt này mua Amoc ạ? Amoc, đợt sau thì mua cái loại gì ấy nhỉ? Ambi à? Ambi ra. Không. Loại vàng vàng ấy, loại gì? Loại, loại ông loại rẻ tiền, nói chung là chỉ ông hay trộn phòng liên tục, nhưng ông phải trùng cái dòng nhẹ nữa. Như này cứ ông mua một cân là trộn về cái hướng là đi ở nhiều hơn, xong lại hết cân đấy ông lại trộn đầu đen. À đầu đen đấy anh ạ. Cũng sun pha à? Sun pha ông không biết. Cháu không biết đâu. À nghĩa là anh là cố vấn thuốc không? Không. Hay thế nào? Tôi lên mua anh thuốc. Anh nhìn thì anh thấy. Em nhìn thấy, em chuyên chăn về lợn à, gà. Nghĩa là chỉ phòng hai cái bệnh chính là bệnh ecoli và huyết với đầu đen nữa. Hai bệnh đúng không? Thế thôi. Thế là thắng rồi đấy. Thế thôi, không cần nhiều. Mà ông chăn nhá, ông chăn đến 3 lứa rồi anh ạ. Ông cứ trộn phòng như thế hiệu quả lắm ấy. Cứ đảo liên tục. Cứ đảo liên tục anh ạ. Đầu đen thôi, sunfa chắc sunfa này. Mà thuốc rẻ tiền ấy, không phải đắt tiền như em đâu. Hai bài này chắc phải 90 triệu. Em anh 90 triệu, em mua sunfa toàn. Thế là hơn 1.000 đồng một con. Tính ra là hơn 1.000 đồng một con tiền thuốc đấy. Thấp lắm. Thôi được, không sao. Anh em lượng cao. Cái lúc lớn này phòng mới hết nhiều chứ bé phòng hết mấy đúng không? Lớn này không. Thế bây giờ cái đàn kia chú có phòng nữa không? Có chứ. Mà gần bán luôn phòng. Vẫn nhanh hơn. Kể cả mai bán hôm nay rồi vẫn trộn bình thường nếu đến lịch. Cái lịch của chú là mấy ngày phòng một lần? Thì theo thời tiết. À, thời tiết. Đấy, thế thời tiết này là phải phòng rồi đúng không? Với xem phân nữa nhỉ? Ừ, xem phân. Chủ yếu là xem phân nhiều. Xem phân. Cứ hiện tượng chớm cái mà vào thường thấy mùi tanh nhiều thứ. À, cái này dễ dẫn đến mùi nên không gian nó chật. Nên màu miếc nữa. Chứ còn mình có theo ông nào đâu à. Nhưng úm ông có được tư vấn đâu, cái chủ khâu úm ông làm tốt lắm anh. Ông úm ở trên này luôn hay úm chỗ nào ạ? À? Bây giờ thì lại phải cho trên này rồi. Cái này kiếm bó dơm úm tuyệt vời, có gì chỗ úm bên dơm nhiều ông úm cẩn thận lắm anh ạ. Ông nhìn ông biết cẩn thận rồi. Ba pha này đợt tới này có khả năng dẹp bò lên tôi làm lên tận trên này được. Chứ còn nếu như mà gần này ngan mà không có quạt thông gió không nuôi được. Đây, cho hỏi cái là cái này nó rát trần quá, nó nóng quá đấy. Không, đây rát thì không sợ. À tầng nó trên lúc nào cũng nặng cơn tầng dưới. Nó là cái hơi nó phả ra bên dưới. Phần là... Chứ còn bên trên mái tôi có tưới mái không sợ. Hơi phả nó rực đúng không? Chủ yếu bên dưới thôi, bên trên mái thì không sợ. Thế hai anh nào lấy vợ rồi nhỉ? Em có gia đình rồi.